sau khoảng 1-2 ngày mình sử dụng á, mình có một nhiều số nhận xét về chiếc tay cầm chơi game kim cái quạt và sạc dự phòng này. Đó là chất lượng của cái đồ chống ở phía sau này, đồ chống này nè, thì nó khá là kém á. Mình chỉ bẻ nhẹ ra một tí là nó đã xuất ra rồi. Và khi nó xuất ra cái mình gắn lại thì nó đã cái mình gắn lại thì nó đã bị gãy cái này. Nói chung là cái này nó rất là yếu. Cái phần sau này nó rất là yếu. Các bạn xài nên kỹ một tí. Mình xài hơi mạnh tay nên nó đã gãy rồi. Sau 1-2 ngày sử dụng thôi thì nó đã gãy rồi. Còn về chất lượng khi cầm chơi ấy, thì mình thấy cầm thì nó thoải mái hơn, nó đỡ mô tay hơn. Còn cái phần quạt này á thì nó quạt không thực sự mạnh, theo mình là khá yếu. Nhưng mà nói chung mình đã các bạn để cái quạt, để cái điện thoại ở sát như thế này á, thì ở sau nó quạt, mình nghĩ là nó sẽ giảm được nhiệt độ, nhưng giảm được một tí chứ không có gọi là mát như quảng cáo đâu. Có giảm cũng có hiệu quả nhưng là không có gọi là hiệu quả xuất sắc cho lắm, nó chỉ tạm được thôi. Nhìn chung thì với 100.000 115.000 gì đó thì cái này mình nghĩ là có thể mua xài được, mua giải chiến được. Còn các bạn nào muốn quạt mạnh hơn, tản nhiệt tốt hơn thì các bạn mua những cái loại mắc tiền hơn, khoảng 200-300 gì đó, quạt của nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta không có tiền thì chúng ta vẫn cứ xài loại này được, thì nó vẫn tản nhiệt cũng tương đối. Hai cái quạt này nó cứ nó quạt nhẹ, nó sẽ làm mát máy chúng ta, nó không mát bằng những cái loại mắc tiền thôi. Mắc tiền thì nó quạt rất là mạnh. Và cái sạc của thằng này á thì nó vẫn sạc cho điện thoại được, nhưng các bạn nên lấy cái cáp khác. Mình cảm thấy là cái cáp đi kèm với cái sản phẩm này á nó sạc rất là chậm, nên các bạn nên sử dụng cáp khác. Lại cáp nó rất là ngắn, nó chỉ đây tới đây. Các bạn nên lấy sợi cáp dài, các bạn cầm sẽ thoải mái hơn. Mà với dung lượng pin 2000 như thế á, 2000 mAh thì nó sạc cũng không được nhiều đâu. Chỉ về để giải chiến sạc chơi thôi, chứ các bạn mà chơi game mà sạc bằng con này thì rất là mau hết. Chúng ta nên để sạc riêng, và cái này chỉ để là quạt tản nhiệt, chứ đây tay cầm để chơi game thôi. Các bạn cầm thì cầm sát lên trên đây tí đó, cầm như thế này là nó dễ thao tác hơn. Chứ bạn cầm như thế này thì nhiều cái trò như Liên Quân thì cái này mình dớ không tới. Mình cầm gì là rất là thoải mái, cầm như thế này rất là thoải mái. Rồi, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Bye. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.